À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay thì em về được cái cặp dây loa Van Den Huy Magnum MK2. Đấy, thì cái cặp này em về nó là hàng mới 100%, nhưng mà nó không có hộp nha. Đấy, không hộp. Giá thì nó sẽ cũng rất là tốt thôi. Còn hàng này là hàng lưu 100%, thì nó sẽ đầy đủ hộp. Đấy, thì bây giờ giá thành nó như nào, bên sẽ đi vào chi tiết sản phẩm cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Đấy, thì trước tiên thì đây chính là cái cặp mà hàng không hộp nha. Đây, em sẽ quay cho các bác xem này. Đó, nó đều là dòng dây loa Van Den Huy MC. Đó, Magnum MK2. Các bác nhìn đây, Magnum MK2. Hàng thì nó là hàng chính hãng 100%. Nó đều là mang tên Made in EU nha các bác. Các bác nhìn đây, tất cả thì dòng này em cam kết cho tất cả bác, nó là hàng chính hãng 100%. Đấy là các bác yên tâm và sử dụng. Thì bên trong như thế này, đây thì mỗi loại dây thì nó sẽ đều có một cái số dây như này trên này nha. Đó, cái này thực ra thì bản thân em cũng không, thực ra mình cũng không biết đây là có số dây hay là số gì lắm, nhưng bây giờ tất cả dây hãng bên trong nó đều có những in chữ chìm, đấy, chữ dây trên như này nha. Và dây này của nó, hàng bên em về nó là mỗi vế 2,5m nha các bác. Đấy, đầu rắc của nó thì 100% đều sử dụng là những bộ đầu rắc của Van Den Huy như này. Đây các bác nhìn đây, đều là sử dụng đầu rắc bắp chuối của Van Den Huy. Đấy các bác nhìn là bắp chuối mạ vàng công nghiệp 24k, dây nguyên zin chính hãng 100% cho các bác chơi nha. Dây này là dây bạc, dây là lõi đồng mạ bạc, và lõi dây của nó là lõi 6.0 ly, và các bác thể thấy đây, đây chính là lõi 6.0 ly nha. Bắp chuối hết 100%, bắp chuối là bắp chuối của hãng luôn nha các bác, không phải bắp chuối mình thi công. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, dây đây các bác nhìn nào. Đó, một cặp như này, nếu mà các bác lấy một cặp dây loa Van Den Huy Magnum MK2 hàng nguyên bản nguyên zin chính hãng như này nha, rắc là rắc của hãng luôn, với một cái mức giá là 10.200.000. Đấy, nhưng mà khi các bác qua sử dụng một bộ hàng có hộp như này rồi thì cái mức giá của nó sẽ lên là 12.800.000. Nó sẽ đắt hơn rất là nhiều, đắt hơn 2.600.000 mà nó chỉ có một cái hộp như này. Đấy, thì các bác nên cân nhắc. Thì bây giờ em sẽ khui cái hàng hộp nó ra. Đây, đấy, cái bộ hộp nó đây, đây chứ cái hộp của nó này. Đấy, thì nó chỉ có cái hộp như này thôi. Đấy, bên trong đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Thì bên trong này nó cũng vẫn là một cặp dây loa Van Den Huy Magnum MK2 ấy. Đấy. Đấy, đây thì bên trong này nó cũng chính là một cặp dây loa Van Den Huy. Đấy, hàng của nó đây, đầu rắc của nó cũng là đầu rắc của hãng luôn, cũng là đầu rắc Van Den Huy như này nha. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, đây chính là cái đầu rắc Van Den Huy này. Đó, nó cũng như cái bộ này, không khác một chút nào nha. Đấy, kể cả về hình thức dây thì nó chỉ hơn được một cái, nó là hàng này thì là nó có hộp, và giá của nó là 12.800.000. Nên những bác nào mà thích lấy hàng mà có hộp thì các bác có thể alo cho em nha. Tất cả dây thì bên em về là hàng lưu, chưa qua cắm rút, chưa qua sử dụng, nên là các bác yên tâm. Đó. À. Đấy, đây là cái cặp hàng hộp. Đấy, thì hai cặp này nó đều như nhau nha các bác. Nó chỉ khác là cặp có hộp thì giá của nó là 12.800.000. Đây cái hộp của nó đây. Đây. Đấy. Đây là cái hộp của nó này. Đấy các bác nhìn chưa? Đó. Còn cái hạt không hộp như này thì giá của nó là 10.200.000. Và riêng cái chất âm của thằng Van Den Huy như này thì những bác nào đã từng phối ghép với lại những cái dòng dây loa những cặp loa Taloy và Acouphase, các bác nếu mà các bác muốn nghe tiếng chép nhiều, chép cải thiện, trung âm của nó tiếng nó sáng một chút, tiếng chép của nó là bay bổng một chút, thì các bác thể lựa chọn những dòng dây loa Van Den Huy như thế này để các bác sử dụng. Đấy, còn những dòng này thì bác nào thích hàng cắt mét thì bên em cũng có thể cắt mét để thi công cho tất cả bác nha. Thì cái mức giá ví dụ như bây giờ vẫn bán cho các bác mức giá là 1.250.000 một mét, thì các bác lên cái đầu rắc bắp chuối nó tầm bình trung thì nó rơi một tầm 6.8, 6.9 một cặp. Đấy, còn bác giờ mà thích bắp chuối nhỉnh hơn một chút thì nó trên 7 triệu. Đấy, trên 8 triệu nó không có. Còn đây là hàng này là hàng lưu, hàng chưa cắm rút, nó là hàng sản xuất tại nhà máy. Đấy, nó là hàng chính hãng 100%. Đấy, dây zin từ dây cho đến rắc nó đều là hàng zin 100%. Đấy, thì giá của nó đây, cặp này của nó là 10.200.000, cặp này của nó là có hộp thì là 12.800.000 nha. Tất cả dây và rắc của nó thì đều như nhau thôi, nó không có khác một cái gì. Đây, đây là cặp của nó này. Đấy, các bác nhìn ra nó đều là dòng Van Den Huy. Đó. À, nó đều là hàng của Made in EU như này nha. Dây thì còn khá là đẹp, dây này đẹp 100% tại vì nó đều là hàng chưa cắm rút nha. Đấy, em cam kết với các bác là hàng chính hãng, bảo hành trọn đời cho tất cả các bác. Đấy, nên bác nào có nhu cầu và đang muốn sử dụng những dòng dây loa Van Den Huy mà muốn dây zin, rắc zin của hãng thì em nghĩ các bác lại nên tham khảo cái bộ này. Đấy,
nếu mà đều nói về chất âm nó không thay đổi, hình thức không thay đổi, đầu rắc rắc zin, thì các bác khẳng định với các bác là đến 80-90% là các bác đều thích và được lựa chọn cái cặp này, cặp 10.200.000 này, nó rẻ hơn được 2.600.000 nha. Đấy, mà nó chỉ chênh nhau cái hộp luôn, mà nó không khác một cái gì cả. Đấy, thì nên các bác tham khảo và các bác có thể lựa chọn. Đấy, thì hôm nay em về được cái dòng này thì em về được mấy bộ. Đấy, em về được 2 bộ. Thì bác có nhu cầu alo cho em Huy Cường qua số điện thoại 0775 264 858. Đấy, thì bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nha. Nếu bác nào có nhu cầu có thể alo trực tiếp cho shop cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp.